Trong trái tim đức tin luôn tồn tại sự nối kết sâu sắc giữa các thế hệ. Là những bạn trẻ Công giáo Việt Nam, chúng ta được mời gọi hiểu và thực hành lòng hiếu thảo dưới ánh sáng giáo lý Công giáo. Khi ông bà cha mẹ còn sống thì con cháu phải: thứ nhất, yêu mến, vì các ngài đã yêu thương, đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Thứ hai, tôn kính, vì các ngài là tiền bối, có nhiều kinh nghiệm và có nhiều điều đáng chúng ta học hỏi. Thứ ba, vâng lời, vì các ngài nhân danh Chúa dạy chúng ta những điều tốt đẹp. Thứ tư, giúp đỡ, nhất là khi các ngài già cả, bệnh tật, nghèo túng, suy nhược tinh thần. Khi các ngài qua đời, con cháu sẽ nhớ đến các ngài. Con cháu phải chôn cất các ngài bằng tình yêu thương và sự tôn kính. Cầu nguyện cho linh hồn các ngài sớm được bình an, hưởng nhan thánh Chúa. Con cháu sẽ sinh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, tưởng nhớ các ngài, đặc biệt trong ngày giỗ. Giáo hội có nhiều nghi lễ ý nghĩa và cảm động liên quan đến người đã khuất, bao gồm nghi thức làm phép xác, nơi chúng ta phó thác linh hồn của họ cho lòng thương xót của Chúa. Thánh lễ an táng, cầu nguyện và tiễn đưa các ngài về nhà Chúa. Lễ giỗ, thời điểm để tưởng nhớ và tôn vinh các ngài. Tháng các linh hồn, trong đó chúng ta cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Và những lời kinh mà giáo dân đọc trong đám tang, lễ giỗ thể hiện đức tin và tình yêu thương của chúng ta. Đối với những hình thức dân gian báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên đã khuất, các tín hữu được khuyến khích tổ chức và tham gia, vun đắp sự đoàn kết và nối kết. Ngoại trừ những điều trái ngược với đức tin Công giáo, những truyền thống này có thể cùng tồn tại hài hòa. Trong tâm khảm đức tin của chúng ta, sợi dây hiếu thảo đã ăn sâu. Là giới trẻ Công giáo Việt Nam, chúng ta hãy tôn vinh tổ tiên, tiếp thu giáo lý Công giáo và truyền lại truyền thống trân quý này cho các thế hệ mai sau. Vì trong lòng hiếu thảo, chúng ta tìm thấy con đường dẫn đến tình yêu và ân sủng vĩnh cửu.